mình lúc nào cũng muốn trải nghiệm những dòng sản phẩm cao cấp của Dell Bởi vì mình thấy rằng chúng có rất là nhiều những sự khác biệt thật sự so với những kiểu thiết kế nhan nhạt trên thị trường Và đây chính là Dell Alienware M15R3 Một ví dụ điển hình về sự khác biệt Và đây chính là phiên bản thứ ba kể từ ngày mà Dell ra mắt dòng sản phẩm laptop gaming mỏng nhẹ Mới nhìn thì mình tin rằng rất là nhiều anh em fan của Dell sẽ bảo rằng Ui dồi ôi, nó có khác gì so với phiên bản năm ngoái đâu nhưng mà hãy để mình cho anh em thấy rằng nó khác biệt như thế nào nhá Về cơ bản thì thiết kế bên ngoài nó không có quá nhiều những sự khác biệt đâu Mà M5R3 được đeo tinh chỉnh những cái thứ về bên trong cơ Và sau mấy ngày ở bệnh viện vừa trông con vừa quẩy game Thì đây chính là những trải nghiệm của mình về chiếc laptop gaming 50 triệu cao cấp của đeo này Và mình thấy rằng laptop 50 triệu ấy thì nó phải như thế này Thì trải nghiệm của nó nó mới đã, nó mới đáng đồng tiền À, thêm một điều nữa đó chính là nếu như anh em nào chưa tham gia group thành viên friend ấy thì hãy tham gia ngay đi nhá. Sắp tới có một cái mini game cho kênh Earphone qua cực kỳ to đấy, to hơn cả lần trước luôn. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Ok. Sau mấy hôm thì mình thấy rằng cái phiên bản m 5 r 3 này nó có hai thay đổi lớn, đó chính là về mặt chất liệu và hệ thống tản nhiệt về phía bên trong. Mà cái tản nhiệt này thì nó thay đổi toàn bộ cả về mặt phần cứng luôn. À, mình sẽ nói về hệ thống tản nhiệt đầu tiên bởi vì đây là thứ thay đổi lớn nhất trên chiếc M5R3 này nhé. Không biết rằng nó có giúp cho M5R3 giải quyết được một cái vấn đề cực kỳ lớn của phiên bản tiền nhiệm đó chính là nóng hay không. Lần này thì Dell đã thiết kế lại toàn bộ hệ thống tản nhiệt bên trong mà cũng không cần thay đổi kích thước của máy. Cụ thể thì Dell đã sử dụng nhiều lượng đồng hơn, nhiều cánh quạt gió hơn và đặc biệt nhất ở đây đó chính là Dell đã sử dụng hệ thống tản nhiệt kết hợp giữa tản khí heat pipe truyền thống và kiểu tản vapor chamber. Lá đồng vapor chamber đặt dưới CPU bởi vì CPU là một thành phần cực kỳ nóng, còn GPU thì vẫn áp dụng kiểu tản khí truyền thống. Lợi ích của tản nhiệt vapor chamber thì chắc là mình không cần giới thiệu qua quá nhiều đúng không? Nó là chất lỏng mà vì vậy thì nó cái nhiệt lượng của nó nó sẽ được tỏa ra nhanh và nó đều hơn rất là nhiều so với kiểu tản khí truyền thống. À, nó đã được áp dụng cho chiếc Razer Blade 15, Dio Spect 17. Và bây giờ thì đeo áp dụng kiểu like cho chiếc M5R3 này Tuy nhiên thì hiệu quả tản nhiệt thì <laughs> chắc là sẽ khiến cho rất là nhiều anh em game thủ cảm thấy thất vọng đấy Nó vẫn nóng Mình để hiệu năng tối đa và vào chiến game Thì cái nhiệt độ của CPU nó vẫn lên đến là trên 90 độ C Có lúc lên đến 100 độ C Khi mà mình chơi The Witcher 3 Lúc đầu trải nghiệm thì mình kiểu Thay đổi thế này cho nó vui à Đổi một loạt các thứ rồi nhiệt độ nó vẫn thế Nhưng mà khi sử dụng lâu hơn thì mình thấy rằng Đeo đã đẩy hiệu năng của CPU và cả GPU RTX 2060 này lên trên mức trung bình. CPU Core i7 10750H nó ăn lên đến là 90W, còn RTX 2060 vốn chỉ ăn 80 cho đến 90W thông thường thôi, nhưng mà trên m 5R3 nó ăn lên đến là 120W. Thế nên thì thành ra FPS khi chơi game nó cũng được nhỉnh hơn một chút. Rõ ràng hệ thống tản nhiệt mới này nó đã giúp cho m 5R3 đạt được một cái hiệu năng cực kỳ khủng. Nhưng mà không biết anh em thấy sao chứ bản thân mình thì mình thấy rằng cái sự đánh đổi này là nó không đáng Thà bớt đi một vài FPS để nhiệt độ nó mát hơn có vẻ là thích hơn không Còn bây giờ nếu như các bạn muốn nhiệt độ nó mát hẳn ấy Thì chỉ còn cách đó chính là để quạt ở chế độ Quiet Tất nhiên là hiệu năng khi đó nó sẽ giảm đi một cách đáng kể Nhưng mà bù lại thì nhiệt độ của nó lúc nào nó cũng mát mẻ Chỉ vào khoảng là 70 cho đến 80 độ cho CPU mà thôi Cả GPU cũng vậy, GPU lúc đó nó cũng cực kỳ mát Nếu như các bạn để ở chế độ Quad Quiet À, lưu ý với cả anh em đó chính là cái kiểu tản nhiệt line này này Nó chỉ áp dụng trên những cái phiên bản option cả đồ họa của Nvidia đấy nhá Còn mấy cái option sử dụng cả đồ họa của AMD thì không có đâu Bởi vì cả đồ họa của Nvidia nó ăn điện nhiều quá mà Ok Đến với thay đổi thứ hai, toàn là những cái thay đổi ít ai nhận ra cả đó chính là về mặt chất liệu của máy mới sở thì rất khó để có thể nhận ra những cái sự khác biệt đeo đã làm cái lớp phủ bề mặt nó cứng hơn một chút nó thô và nó ráp hơn một chút để giúp cho máy nó bền hơn và nó khó bám bụi bẩn hơn cũng như là khó bám dấu mồ hôi dấu vân tay hơn mình dùng con máy hai tuần này rồi thì máy vẫn sạch tinh tất nhiên là mình vẫn khuyến cáo rằng ai sử dụng cái phiên bản màu trắng này thì nên cẩn thận trong quá trình sử dụng nhá ngoài ra còn một vài những cái thay đổi nhỏ nữa nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây sẽ có một cái khe thẻ micro SD đây là một cái sự khác biệt mà các bạn rất dễ nhận ra giữa M5R3 và M5R2 loa nó cũng được thay đổi nó được bổ sung thêm hai khe ở phía trước bên cạnh hai khe ở phía dưới khe được bổ sung thôi chứ còn chất âm thì <laughs> gần như là nó vẫn thế một chỗ thay đổi nữa đó chính là viền màn hình viền màn hình bây giờ nó đã được bổ sung thêm một cái viền cao su mỏng ở cạnh cái này thì nó sẽ giúp cho việc là gập mở màn hình nó sẽ phát ra bớt cái tiếng động hơn như cái phiên bản năm ngoái ấy, nó để trắng trơn thành ra thì gặp nó cứ bạch một phát xuống, nó cạch một phát xuống, nghe nó rất là sót máy và cái điều đặc biệt ấy, nếu mà các bạn để trắng trơn ấy thì cái viền xung quanh nó bị bóng bóng này này, nó sẽ rất dễ bị xước. Năm nay thì có cái viền này thì nó sẽ bền hơn rồi. Và một cái điều mà mình trai hiểu sao mà đeo vẫn giữ nguyên mà đeo không thay đổi đó chứ cái viền bóng ấy này này. Nó dễ xước là một, nhưng mà cái điều nó khiến cho mình khó chịu hơn ấy, đó chính là hôm trước mình đi ra cà phê Thế là ánh sáng xung quanh thì nó rất là mạnh Nó bị chiếu vào cái viền bóng này này Nó nó phản chiếu lại Và cái lúc mà mình đang làm việc ấy Lúc đó thì cảm giác nó Nó rất là khó chịu Có thể rằng cái viền bóng này nó sẽ làm cho thiết kế nó ngầu hơn Nhưng mà Đơn giản hơn một chút đi Mà nếu nói về cái ngầu trong thiết kế Thì cái ngầu của đeo ấy Nó khác rất là nhiều so với những cái ngầu Của những cái sản phẩm laptop gaming hầm hố khác Cái ngầu của đeo nó Rất gọn và nó rất tinh tế anh em nhìn cái phần đuôi tản nhiệt phía sau này trông nó ngầu không các lỗ tản nhiệt tổ ong to đều và sự tinh tế chính là giải đèn led bao quanh cực kỳ mịn rồi đèn led nó cũng có ở logo Alienware ở phía trên mình để ý rằng led của những sản phẩm khác ấy thì nó kiểu gây ấn tượng mạnh đến những người xung quanh thành ra thì nó mạnh quá và nó gây lấn át đi những cái thành phần những cái yếu tố khác trên một chiếc laptop còn led của Alienware thì nó 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 kiểu nó quện vào và nó là yếu tố cộng hưởng để có thể tạo ra một cái sự hài hòa trong thiết kế led nó nhỏ nhỏ thôi nó sáng và nó đủ đẹp bàn phím cũng có led rgb bốn vùng Nên chẳng trông thế mà làm nổi bật màu sắc của led giáp phết đấy rồi cái led của logo lng bên trong thậm chí nó còn làm được một cái trò mà mình rất là thích đó chính là khi hết pin thì nó sẽ nháy 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 liên tục và lúc đó chúng ta sẽ biết rằng à máy sắp hết pin rồi đi cắm sạc vào đây lúc đó thì mình mới chạy ra để có thể vớ lấy cục sạc 240W nặng trịch của chiếc máy này mặt đáy máy mình ít khi nói mặt đáy máy nhưng mà đây anh em xem đi uh, nhìn hay mà đúng không nó đồng bộ với họa tiết polygon ở phía trên bàn phím cả hai vùng họa tiết polygon này đều để hút khí mát vào cho máy đúng là càng sử dụng những sản phẩm của Dell thì mình mới càng biết được rằng vì sao những chiếc laptop Dell những chiếc laptop của Dell có nhiều pha đến như vậy bởi vì thứ nhất là nó khác biệt và thứ hai cái sự khác biệt này nó ý nghĩa và thiết thực với người dùng về màn hình, mình thích cái màn hình này 144Hz Full HD IPS Đây cũng là tấm nền IPS cao cấp Nó tương đồng so với cả những cái tấm nền trên MSI GS66 Hay là những chiếc Zephyrus của Asus Chơi game trên chiếc máy này thì nó là một cái cảm giác thư giãn Mà bạn luôn mong mỏi ở một chiếc laptop game mình Nó nhanh và nó mượt Nó lại còn có hệ thống bàn phím bấm cực kỳ thích đấy chứ Mình cũng muốn lưu ý với cả anh em đó chính là cái kiểu bấm của cái bàn phím này này nó sẽ hơi giống cái kiểu bấm của bàn phím ThinkPad Nó có hành chính rất là sâu lên đến là 1,7mm Thế nên thì anh em chơi mấy cái game chậm chậm mới thích lắm Gõ văn bản thì khỏi phải bàn Nhưng mà chơi game FPS thì chưa chắc đã sướng đâu nhá Bởi vì mình biết rằng có rất nhiều anh em eSports thích bản phím nó phải nhanh và nhạy cơ Thì mấy con laptop của Asus ấy thì đáp ứng được cái nhanh và nhạy Rất nhanh và rất nhạy Có cái bàn phím này thì nó Gõ nó cộc 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 ấy Gõ văn bản rất là sướng Nhưng mà chơi game FPS thì anh em lưu ý nhá Về touchpad ở bên dưới nó hơi nhỏ nhỉ nhưng mà trách kính rất là mượt bề mặt cũng được làm mết mết giống như Dell Express và điều quan trọng là cái kích thước này nó phù hợp so với cả cái kích thước tổng thể của máy thế nên thì nhìn mọi thứ nó rất là hài hòa với nhau mấy hôm vừa rồi ở bệnh viện mình cũng dùng cái touchpad này để thay chuột đấy chứ vẫn cảm thấy ok cuối cùng mình sẽ nói một số điểm mà mình chưa hài lòng về chiếc máy này hay là một số điểm mà mình nghĩ rằng đeo cần cải thiện ở những cái phiên bản đeo Alienware năm M15R4 hay là R5 pin là một vấn đề khá là lớn vì pin dung lượng rất là lớn lên đến 86 quá giờ nhưng mà chả hiểu sao nó chỉ sử dụng được vào khoảng là có gần 2 tiếng khi mà mình bật toàn bộ led tắt led đi thì nó cũng chỉ được vào khoảng là gần 2 tiếng rưỡi bản 144 trăm với cả bản 4 k oled rõ ràng là được trang bị nvidia optimus nhưng mà chả hiểu sao có vẻ như là nó không được hiệu quả cho lắm và nếu như bạn cần một chiếc máy pin trâu hơn thì razer Blade 15 ok điểm cải thiện thứ hai đó chính là máy cần mỏng nhẹ hơn Dell Alienware M15 là dòng laptop gaming mỏng nhẹ của Dell nhưng mà có vẻ như là nó vẫn chưa được mỏng nhẹ cho lắm nha Lại với việc là cái phần sau nó lồi ra như này Thì cặp của các bạn nó cũng sẽ phải to to hơn một chút thì mới vừa máy đấy Và điểm cuối cùng đó chính là về độ ồn của quạt gió à, Tản thay đổi nhưng mà độ ồn không đổi Và nó vẫn cực kỳ to khi bật chế độ full speed mình test độ ồn thì nó lên đến là trên 60 dB dù các bạn có chơi game hay là không Được cái là quạt phản hồi rất nhanh với từng chế độ khác nhau Tóm lại, vẫn biết là chiếc máy này nó có khá nhiều những cái điểm trừ Nhưng mà những cái ưu điểm của Dell m 15 r 3 là không thể chối cãi nó có một thiết kế và chất lượng hoàn thiện rất là tốt thậm chí mình phải nói rằng nó rất thông minh trong thiết kế và nó rất tinh tế đi kèm với bàn phím ngon này màn hình tốt này thì trải nghiệm gaming lẫn làm việc trên chiếc máy này là sướng khỏi phải bàn cãi và mình nghĩ rằng nếu như các bạn đã chi 50 triệu cho một chiếc laptop một số tiền rất là lớn thì chiếc laptop đó phải cần có một hiệu năng khủng một cái thiết kế thông minh và những cái thông số khủng như chiếc Dell M15 r 3 này thì cái 50 triệu đồng đó nó mới đáng Mình nghĩ rằng không phải là đi mua chiếc máy này về cũng để chiến game đâu Bởi vì những cái yếu tố khác của nó, những cái trải nghiệm khác của nó Ngoài việc chơi game ra thì cũng khá thích thú ấy chứ Thiết kế là một cái điểm nhấn rất là lớn trên chiếc máy này Và vẫn hy vọng rằng Dell sẽ nâng cấp chiếc Alienware M15R3 của mình Để có phiên bản M15R4 Có được cái sự hoàn thiện hơn trong hệ thống tản nhiệt này và một vài những cái điểm thiết kế ví dụ như là cái lớp bóng bóng này bỏ đi cũng được nhưng mà đấy là phiên bản M5R4 không biết là giá nó có đắt hay không có phiên bản M5R3 này thì mình thấy rằng đây là một trong những chiếc laptop kiếm mình 50 triệu đáng giá nhất hiện nay các bạn thấy sao hãy cùng comment ở phía bên dưới nhá đừng quên join group thành viên friend để có thể tham gia mini game quá ngon đấy còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại